Hello, my dear students. I'm very happy to see you again. Cô Hồng lại một lần nữa. Rất vui xin chào các em học sinh khối 7 trường Chu Văn An nhé. Okay, now welcome to our lesson. Nice to see you again. Now take your books and your notebook to write down new words. And remember, Unit 5, what can play in class A2. Okay, now, this is ba, đây là bạn ba nhé. A2, new words. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại từ mới. Number 2, subject. Subject có nghĩa là môn học hoặc là chủ từ. Electronics. Môn công nghệ nhưng mà học về điện. Repair. Fix. Mend. Ở đây repair, fix và mend đều có nghĩa là sửa chữa. Household. Appliance, household appliance, thiết bị gia đình. Nhưng cái chữ appliance số nhiều chúng ta thêm s thì chúng ta sẽ đọc khác. Household appliances, các thiết bị gia đình. Light, neon light, traffic light, neon light là cái đèn chiếu sáng ở nhà mình mỗi buổi tối. Washing machine, máy giặt. Ở đây chữ tủ lạnh nó rất là dài nên chúng ta sẽ đọc rút ngắn lại còn một từ, đó là fridge. Refrigerator. Be good at. Ở đây chúng ta có một cái thành ngữ to be good at. Chữ at là giới từ preposition cho nên chúng ta dùng verb in. New works continue. Art club. Ở đây art là mỹ thuật, hội họa, club là câu lạc bộ. Also. Drawing. Famous. Artist. One day. Enjoy. Ở đây chúng ta có enjoy có nghĩa là yêu thích. Also là cũng, draw là tranh vẽ, famous nổi tiếng, artist là họa sĩ hoặc là nghệ sĩ, còn one day là một ngày nào đó. Ok, now look at the picture, who is he? Ở phần đầu cô đã giới thiệu rồi, bạn này là ai? He is bà. He learns to play repair household appliances. Look at the picture, continue. He learns to play the guitar. Ở đây ngồi thứ ba số ít, learn cô thêm s nhé. Ok, now read then answer the questions. Now listen. 2. Read then answer the questions. Dan goes to Crane Film School. He is in class 7A and he enjoys school very much. His favorite subject is electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Ba can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine, and the refrigerator. He is good at fixing things. In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, Ba, you'll be a famous artist one day. Okay, now. Listen again.
Ba goes to Quang Trung School. Ba đi học ở trường Quang Trung. He is in class 7A. Anh ấy học lớp 7A. And he enjoys school very much. Và anh ấy thích trường rất là nhiều. His favorite subject is electronics. Môn học ưa thích nhất của anh ấy là môn công nghệ và về điện. In this class, he learns to repair household appliances. Ở trong môn điện, anh ta học cách sửa chữa các thiết bị gia đình. Now, ba can help his mother and father at home. Bây giờ, ba có thể giúp đỡ ba mẹ ở nhà. He can fix the lights, the washing machine, and the refrigerator. Anh ta có thể sửa chữa đèn, nè, máy giặt và tủ lạnh. He is good at fixing things. Học môn này, anh ấy giỏi về cách sửa chữa. In his free time, vào thời gian rảnh, ba learns to play the guitar. Ba sẽ học cách chơi guitar. He also goes to his art club after school. Sau giờ học, anh ấy cũng đi đến câu lạc bộ hội họa. His drawings are very good. Những bức tranh của anh ấy rất là đẹp. His teacher says, ba, you'll be a famous artist one day. Giáo viên đã khen anh ấy là một ngày nào đó, con sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Okay now. Listen again and answer the question. Which subject does Ba like best? Ba thích nhất môn học nào? Does Ba like other subjects at school? Ba có thích môn học nào khác ở trường không? Write the sentence that tells you about this. Sẽ viết câu nào để cho mình biết là ba đã thích môn học khác ở trường. What does he learn to do in electronics? Ở môn điện, anh ấy học cách làm cái gì? How does this subject help ba? Và môn này giúp ba như thế nào? Is ba good at drawing? Ba có thích vẽ không? Write the sentence that tells you about this. Chúng ta sẽ viết cái câu nào nói cho các em biết là ba rất thích vẽ. Okay, now listen again. Read. Then answer the questions. Dan goes to Quang Trung School. He is in class 7A and he enjoys school very much. His favorite subject is electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Dan can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine, and the refrigerator. He is good at fixing things. In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, Ba, you'll be a famous artist one day. Okay now, check the answers. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại câu trả lời cùng với cô nhé. He likes, number one, he likes electronics best. Anh ta thích môn điện nhất. Number two, yes, he does. He enjoys school very much. Ba rất thích môn khác vì anh ta thích đi học rất là nhiều. He learns to repair household appliances. Ở môn điện, ba đã học cách sửa chữa các thiết bị gia đình. He can fix the lights, the washing machine, and the refrigerator. Ở môn học này giúp cho ba sửa chữa được đèn, nè, máy giặt và tủ lạnh. Yes, his drawings are very good. Anh ấy rất thích vẽ và những tranh vẽ của ba rất là đẹp. Okay now, answer about you. Bây giờ mình sẽ trả lời về mình nhé. What do you do in your free time? Vào thời gian rảnh các em làm gì? What are you good at? Các em giỏi môn nào? What's your favorite subject? Môn học nào các em ưa thích nhất? Cô sẽ cho câu trả lời riêng của cô, còn các em tự làm của các em nhé. Okay now. Number one, I watch TV in my free time. Cô ví dụ thôi, vào thời gian rảnh cô xem TV. I am good at playing the guitar. Cô giỏi chơi đàn. Đây là câu cô trả lời mẫu cho các em. Các em hãy tự trả lời nhé. My favorite subject is English. Môn học ưa thích nhất của cô là môn tiếng Anh. Okay, now we come to remember. Chúng ta đi đến phần ghi nhớ. What do you do to learn?
Chúng ta sẽ học cái mẫu câu là các em học cách làm gì. Ví dụ, what do you learn to learn? What do you learn to do in arts? Ở môn họa, mỹ thuật, các em làm gì? I learn to draw the pictures. Tôi học cách vẽ tranh. Bây giờ nếu mà qua he với she, chúng ta không có dùng do mà chúng ta dùng does. Và khi trả lời thì learn chúng ta thêm s nhé. What does he learn to do? What does she learn to do in? Ở môn học nào chúng ta dùng giới từ in. Và khi đó chúng ta sẽ trả lời she learns or he learns. Rồi chúng ta có mẫu câu what are you good at? Các em giỏi về cái gì? Về môn học nào? I am good at studying English. Em giỏi học tiếng Anh. Nếu dùng he với she, chúng ta sẽ dùng what is. What is he or what is she good at? He is or she is good at singing English songs. Rồi chúng ta có mẫu câu mới, đó là what is your favorite subject? Môn học nào các em ưa thích nhất? Chúng ta sẽ trả lời my favorite subject is math, hoặc là I like math best. Tôi thích nhất là môn toán, ví dụ vậy. Bài học chúng ta đã đến đây là hết. You come to homework. Learn by heart new words and answer the questions. Chúng ta học từ mới phần A2 và trả lời câu hỏi về ba và về mình nhé. Write down on your notebooks. Viết bài cho cô. Repair new lesson unit 5, section A, A4 and 5. Okay, now thanks for your attention. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe cô vượt bài. Hope to see you soon. Hẹn gặp lại các em sớm. Nhé. Thank you very much.